Hello mấy chị ha, Điệp đây mấy chị ơi. Hôm nay Điệp quay cái video này là cái video 39 nha mấy chị. Mua đồ trong video này thì mấy chị nói giùm em á là chị mua đồ trong video 39. Thì đầu tiên em cũng cảm ơn mấy chị đã quan tâm, đã chia sẻ video của em, đã ủng hộ đồ bên em thời gian qua rất là nhiều ha. Đó là em cảm ơn mấy chị. Rồi tiếp theo thì em có hôm đó em lúc mà cái ngoài miền Bắc bị bảo đó mấy chị, thì em có xin mấy chị một số đồ mà để gửi ra ngoài miền Bắc để ủng hộ cho mấy chị bị lục trôi hết đồ đó. Thì bây giờ chị Vinh ở ngoài ngoại thì chị có nói với em á, Điệp ơi, nhờ chị nhờ em nói với mấy chị là đầu tiên là cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Mấy chị đã gửi đồ ủng hộ cho ở ngoài miền Bắc rất là nhiều luôn. Cảm ơn tấm lòng của mấy chị ở trong này ha, mấy chị vừa ủng hộ đồ rồi vừa phụ phí ship phải gửi ra tới nơi cho mấy chị đó nữa, cho nên là ngoài đó thì mấy chị cũng cảm ơn rất nhiều. Bản thân em cũng cảm ơn mấy chị, và chị Vinh đó cũng gửi lời cảm ơn mấy chị. Và tiếp theo thì chị đó nói, chị Vinh nói là chị ngưng nhận đồ nha mấy chị. Chị nói hồi chuyến rồi lận, hồi cách đây một tuần lận mà hôm em quay cái video rồi em quên mất tiêu đi, em quên nói với mấy chị mất tiêu đi. Thì hôm nay thì em nói với mấy chị là chị Vinh ở ngoài là ngưng nhận hàng, nhận đồ cứu trợ nữa. Tại ngoài thì mấy chị cũng đã ổn rồi, cũng là đã yên, bình yên được một mớ rồi, cũng đã ổn rồi. Thì gửi lời cảm ơn mấy chị, và ở ngoài là mấy chị không nhận nữa, cho nên là nói để mấy chị biết thôi, ủng hộ nữa hen, cái phần quần áo nha mấy chị. Rồi đó là về cảm ơn tấm lòng của mấy chị em mình. Tiếp theo thì mấy thời gian gần đây thì mấy chị hỏi em, Điệp ơi, sao mấy hôm nay chị không thấy Điệp lên video sao mà chậm quá. Tuần này thì dường như là Điệp lên chậm hơn mọi tuần hết. Thì cái lý do mà em lên video chậm á mấy chị là biết không, mấy chị biết không? Em đang đi chỉnh cái mí mắt á mấy chị. Em chỉnh mí mắt, em kéo cái mí mắt lên một tí là do cái mí mắt em lớn, em bị sụp á mấy chị. Bị sụp mi cho nên đó là em đi làm cái mí mắt lên một chia tí nên là mắt em còn bầm á mấy chị nè. Mấy chị thấy nè, mắt em còn bầm nè mấy chị. Mắt em còn bầm cho nên là em lên cái video hơi chậm hơn mỗi khi một tí. Cho nên bây giờ bữa nay thì nó cũng ổn ổn, nhưng mà nó còn cũng còn bầm mà bầm ít mấy chị. Em thì em không có dám làm nhiều, tại vì nhiều thì em sợ mắt mình nó sẽ bị trợn lên và nó sẽ bị lạ quá, nhìn lạ quá, cho nên là em không làm nhiều. Em làm chỉ hơi ít thôi, chỉ là vừa ló cái mí ra thôi, vừa cho có mí rõ thôi. Rồi cho nên là mắt em hôm nay là được được 7 ngày 8 ngày ấy mấy chị. Được 8 ngày, 9 ngày à. 8 ngày nếu tính luôn ngày làm nữa là 9 ngày. Thì bữa nay là đã ổn hơn một chút rồi đó mấy chị. Bữa nay em mới lên cái video được. Chứ mấy bữa hổm nó hơi bầm mấy chị, mà con mắt em nó bị bầm cái phía trên không mà nó không có bầm phía dưới. Nhiều chị thì đi làm về nói là bầm phía dưới này rất là nhiều, còn em thì không có bầm ở phía dưới. Mắt em thì cái mí thì nó cũng rõ, nó cũng đều mí rồi, nhưng mà là do là lớn tuổi á mấy chị, cái phần mí trên nó sẽ sụp xuống, nó không còn thấy rõ mí nữa. Cho nên là làm của em thì em treo lên cái phần mí này lên, treo lên cái mí này đây, treo lên đây để cho cái mí dưới của mình nó sẽ lộ ra đều mí hơn một tí. Đây mấy chị, đây nè mấy chị đó. Thành ra bây giờ nó cũng còn hơi đỏ. Rồi cái đó là cái lý do hôm nay em lên đồ chậm, mấy chị thông cảm em chuyện đó. Rồi còn lại là mỹ phẩm thì em vẫn bán như mọi khi hay mấy chị. Thường thì một sản phẩm thì lúc mà khuyến mãi thì em sẽ khuyến mãi hết. Còn hai sản phẩm thì lúc nào em cũng bán theo giá khuyến mãi và theo giá sỉ hết, cho nên là mấy chị mua hai sản phẩm thì cứ gọi em. Thì cái đợt này là vào đợt 10 tháng 10 cho đến 20 tháng 10, thì đợt này em cũng vẫn bán khuyến mãi như mọi khi. Mấy chị yên tâm ha, chị nào hết kem, cần kem gì thì cứ gọi em ha. Cho nên là mấy chị cứ hết cái nào thì cứ gọi em đi. Điệp ơi, chị có xài bên em rồi, chứ mấy chị đừng có chờ đợi thì đôi khi mình sẽ bị gián đoạn cái sản phẩm mình xài. Mình hết rồi mà mình phải chờ đồ này kia nọ. Còn cái mấy chị thời gian qua thì một số chị xài cái chai chấm mụn. Một số chị thì mua cái chai chấm mụn 12 giờ này để cho con cháu và mấy đứa mà tuổi mới lớn xài đó mấy chị, thì rất là hiệu quả luôn. Cho nên nó là nhiều chị phải mua 1-2 chai để dành luôn.
Nhưng mà mấy chị yên tâm, mấy chị đồ này thì lúc nào em cũng có, cho nên là mấy chị yên tâm nha, mấy chị khỏi phải lo là hết hàng. Thì cái này là gọi là cái chai chấm mụn 12 giờ là trị mụn nha mấy chị. Mấy chị mà có em con cháu gì mà tuổi mới lớn mà nổi rất là nhiều đó, nổi về hoặc là mình nổi một lớn một nhỏ gì đó, thì cái này là trị mụn, là khi nổi vừa lên đỏ thì mình xức vô mình chấm vô ngay đầu mụn, còn nếu mà nổi nhiều thì mình thoa giáp mặt luôn. Cái này là cái loại trị mụn, thì trong vòng 5 ngày thôi là mấy chị sẽ thấy hiệu quả 50%, một tuần lễ là mấy chị sẽ thấy 80% hiệu quả của cái chai chấm mụn này. Nhiều chị thì sợ không biết hàng, nói hàng trôi nổi, hàng quảng cáo trên mạng đồ, cho nên là mấy chị yên tâm những cái chuyện đó nha. Hàng em có công ty, có nhãn hiệu, có chứng nhận đàng hoàng, cho nên là mấy chị đừng sợ chuyện đó. Tại vì không phải là nói là mua trên mạng ai cũng như ai. Có một số người thì cũng bán cái hàng nó cũng hơi kém chất lượng một tí, còn có một số người thì nói chung là như em đi, thì mình bán tại chỗ thì đâu có bao nhiêu người biết tới mình, thì nhờ bán qua mạng thôi mấy chị. Cho nên là mấy chị cũng đừng nghĩ là bán trên mạng là điều là không hiệu quả đâu nha. Chỉ sợ là những cái dạng mà bán trên mạng mà chỉ là lấy cái hình đăng lên thôi, không có đưa cái mặt lên là cái chuyện một chuyện đầu tiên. Một cái chuyện thứ hai nữa, khi mà người ta đăng cái hình lên rồi người ta đưa cái sản phẩm nó không có giống như vậy, cái có nói chung là người ta gạt đi, để là người ta bán một số sản phẩm đó, xong một thời gian người ta bán qua một vài tháng đó, bắt đầu người ta sẽ đổi tên đổi hình nền đặng cho là thành một cái trang khác, một người khác, để mà người ta bán, người ta gạt tiếp những người khác. Còn em thì mấy chị yên tâm. Còn cái hộp này á, gọi là bên em là hộp này là hộp ngăn ngừa mụn trắng da và ngăn ngừa bụng. Thì cái này á, là mình xài á, là nó vừa hiệu quả của nó vừa trắng da và ngăn ngừa mụn, là những mụn ít, mụn hơi lý tí, mụn ẩn, mụn cám đồ, thì mình xài cái này là xài thường khi, là gọi là này ngăn ngừa mụn ha, và trắng da là cho những đứa mà tuổi mới lớn đâu, hoặc là những người lớn tuổi cũng được, nhưng mà mụn ít á. Còn mà nói về cái chai này là cái chai trị mụn nha, mấy chị yên tâm về phà sản phẩm bên em, trong một tuần lễ thôi là mấy chị sẽ thấy kết quả 80%, không cần gì phải lo. Nhiều người xài có hiệu quả rồi, còn mấy chị nào mà đã có từng xài sản phẩm của em có hiệu quả rồi, mấy chị vô bình luận cho vô video em bình luận giùm nha mấy chị. Thì mấy chị vô cho em xin cái lời bình luận là mấy chị nhận xét coi hàng bên em như thế nào và có từng xài như thế nào. Còn về trắng mặt hay là trắng tay, trắng body, trắng gì đó, hay là sữa tắm hay sữa rửa mặt hay là tắm trắng hay gì đó, thì nói chung là rất là nhiều, mấy chị cứ gọi em là có thôi ha, lúc nào cũng vậy. Hai sản phẩm này đi chung, cái chai này em quên nói, cái chai này là bình thường là 200.000, nếu mấy chị đi chung hai sản phẩm thì chai này em bán còn có 160.000 thôi, giảm 20%, hộp này cũng vậy, nếu mấy chị mua kèm hai hộp, hoặc chị mua một hộp với một chai sữa rửa mặt hay là một tẩy tế bào gì đó thì là được giảm 20%. Còn mấy chị mà nhà mà em, mấy em mà bị mụn như vậy nè, mấy chị ra cái tiệm thuốc tây, mấy chị mua giùm em cái chai nước muối sinh lý, nó khoảng có 10.000 thôi. Mấy chị về mấy chị cho mấy đứa nó rửa mặt vô, rửa mặt cái đó là nó sát trùng, còn cái này là mình trị mụn. Mấy chị yên tâm về sản phẩm này rất là hay luôn, mấy chị đừng để cho mấy em mấy cháu mà bị cái mụn nhiều lên, khi nó mới chọi đầu lên thôi là mình xức rồi, còn những cái mụn ẩn mà nó không ra cùi đó, hoặc là nó hơi to một tí đó, thì mình xức nó khoảng là 2 ngày sau thôi là tự những cái còi mụn đó nó sẽ lên hết, nó sẽ chọi lên hết rồi, thì mình sẽ lấy cái nhân mụn ra rồi là nó sẽ xẹp xuống, nó không nổi nữa, mình sẽ thoa tiếp tục thì nó sẽ không nổi nữa, nó không lên những mụn mới nữa, chị yên tâm nha. Đừng để nhiều quá, nó sẽ để lại cái khi mà nó ra cùi mụn rồi, nó để lại sẹo thâm và sẹo rỗ, cho nên là mấy chị phải cố gắng, nhà có em cháu thì mấy chị tranh thủ nha, mua một cái chai này cho mấy đứa nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái phần này là về bên mỹ phẩm, còn bên em thì bánh bía, bánh phồng tôm thì em cũng đều có đủ nha, cho nên là mấy chị yên tâm ha, lúc nào cũng có, mấy chị yên tâm để mà chọn sản phẩm đó nha. Rồi cái video hôm nay là cái video 39, thì mấy chị đã mua hàng bên em đã biết cái chất lượng vải hay là cái dáng đồ hay là cái giá cả bên em rồi, cho nên là mấy chị yên tâm ha. Thì hôm nay em giới thiệu tiếp về cái mẫu bên này, bên em đợt này
À, thì em giới thiệu cái nào là cái form lớn, cái nào cái form nhỏ. Thường thì em hay nói là đồ này form lớn, đồ này form nhỏ. Nhưng mà mấy chị phải thông cảm giùm em. Thí dụ như em nói cái mẫu này đi. Cái mẫu này của em là form lớn thì em chỉ có một form mà thôi. Kiểu này thì em có vậy thôi, chứ không lấy được form nhỏ. Tại sao em gọi là đồ form lớn form nhỏ? Form lớn đồng thời, thí dụ như đồng thời là số 2 đi. Mà số 2 của cái form lớn đó, tới 50-52kg, những người mặc ôm nha. Như em giờ 51-52 em bận số 2 nè, là cái form lớn em bận vừa. Mà cái form nhỏ là em bận nó bị ôm. Nhưng mà cái form nhỏ được một cái là nó sẽ ngắn. Nó sẽ ngắn và cái bề ngang nó hơi nhỏ hơn một chút. Đồng thời nó cũng là một số. À, như là mấy chị tầm khoảng từ 45kg cho tới 48kg, 50kg đi. Thì nếu mà mấy chị ở 40-45kg thì mấy chị mặc số 2 form nhỏ thì là được. Đó, hoặc là mấy chị mà mặc số 2 form lớn thì là tầm 45-46kg là rộng. Nói chung là từ 45 cho tới 50kg là còn mặc được số 1. Có người phải là 48kg là mặc số 2 rồi. 48 cho tới 50kg là mặc số 2. Còn từ 52kg cho tới là 58kg là mặc số 3. Từ 58kg cho tới 65kg là mặc số 4. Từ 65kg cho tới 70-72kg là mặc số 5. Nhưng có một điều, mình mấy chị hay là ở ngay chân cái trạng là lỡ xay. Ví dụ như 52kg đi, như em bây giờ là 52kg là bị lỡ xay. Giữa số 2 và số 3, nếu người nào mặc ôm thì mặc số 2 được. Mà người nào mà lớn tuổi mặc thoải mái thì phải mặc lên số 3. Rồi một cái lỡ xay nữa là 57 và 58kg và 59kg là ba cái số ký đó đang bị lỡ xay giữa số 3 và số 4. Có người phải mặc số 3, có người phải mặc lên số 4. Rồi từ 64-65-66 là cũng đang bị lỡ xay giữa số 4 và số 5. Cho nên trước khi mấy chị mà gọi em thì mấy chị xem đi xem lại giùm em, coi đồ này có cái size đồ chị bận vừa hay không là cái đầu tiên. Cái thứ hai mấy chị xác định giùm em mình mặc cái số nào vừa. Chứ còn lần chừng thì em không có biết. Nhiều chị thì nói sao mà em gửi rồi chị bận không vừa. Em cũng không có phải là dám chắc 100% đâu mấy chị. Tại vì em là người ở xa mấy chị, em cũng chỉ chẩn đoán thôi chứ em đâu có dám nói được 100% đâu. À, có người có bụng, có người không có bụng. Như em nè, 1m50, 52kg. Cho nên là 1m50 là dường như là 10 người là có bụng hết 8 người rồi. Từ trừ khi nào là 1m50, 52, 55 trở lên đến 1m6 là mấy người đó sẽ dáng thon cao thì sẽ không có bụng thôi. Cho nên thí dụ như mình mới vừa bước qua đầu xây, thí dụ như số 2, số 3 đi, số 3 thì từ 52kg cho tới 58kg. Mình ở 52, 53, 54kg thì mình còn bận cái xây số 3, 3 nhỏ được. Còn mình lên 58kg rồi thì mình phải mặc số 3, 3 lớn. Chứ mặc số 3 nhỏ là bị ôm lắm. Ha, thì tại sao mà có xây lớn, xây nhỏ là vậy? Cái xây lớn thì nó sẽ dài hơn xây nhỏ một lai. Và nó sẽ nhỏ bề ngang hơn khoảng một phân. Nhưng mà em may như vậy để có nhiều chị 1m50, 52, mét 4 mấy sẽ bận vừa hơn khỏi lên lai. Rồi, cái này là cái mẫu, đợt này là cái mẫu mới của em, cái đợt này. Thì cái này gọi cho em là cổ vuông chữ F nha mấy chị. Gọi cho em cổ vuông chữ F. Thì cái mẫu này của em là không có số 4, số 1, số 2, số 3 ha. Mấy chị nói giùm, gọi giùm em là đồ chị muốn mua đồ trong video 39. Cổ vuông chữ F, cái này nó chữ F vậy nè chị. Hai cái chữ F, hai cái chữ F úp ngược với nhau mấy chị. Đây, tại sao gọi là cổ vuông cái chữ F? Nhìn như vậy thì mấy chị sẽ thấy không rõ chữ F. Gọi giùm em là cổ vuông chữ F úp ngược nhau đó, gọi là cổ vuông chữ F. Thì số 1, 2, 3 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship nha. 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship. Rồi màu này là màu vàng đồng nha. Cái này là ống tím, không ma ti ống tím nha. Màu này là màu xanh riêu nha. Rồi màu này là màu, cái màu cà rốt cho mấy chị. Nó cũng không được, nó không qua cà rốt lắm luôn, như màu ngói vậy đó. Mà gọi giùm em cái màu cà rốt đi. Rồi, cái màu này là màu xanh bơ ha, cổ vuông chữ F màu xanh bơ ha. Rồi, cổ vuông chữ F màu nâu nha. Rồi, cổ vuông chữ F màu hồng nha. Cái quạt người ta vậy là tắt cái quạt rồi.
cổ vuông chữ F số 1, 2, 3, 80 ngàn một bộ, ba bộ em bao ship màu hồng, màu nâu, màu bơ, màu cà rốt, màu riêu, màu vàng. Rồi số 1, 2, 3 cổ vuông chữ F 80 ngàn một bộ nha mấy chị, ba bộ em bao ship. Thì đồ này là đồ phơm lớn nha, đồ phơm lớn nó vừa dài dài áo và dài quần nha mấy chị. Đây như em vậy, em mặc số 2 nè mấy chị, em mặc số 2 đó, giờ là em 52 kg rồi. Cái mẫu tiếp theo, cái mẫu tiếp theo này là em gọi là tâm đũa. Tâm đũa là cái thun màu mà nó có cái lằn sập sập vậy nè mấy chị, gọi là tâm đũa. Thì cái này là tâm đũa bao lăn tông ha. Thì em có số 2, 3, 4, đồ này là ống túm nha mấy chị. Tâm đũa, ống túm, bao lăn tông. Số 2, 3, 4, cái này là màu vàng đồng. Rồi, cái này là màu ngói nha mấy chị. Tâm đũa màu ngói bao lăn tông, tâm đũa màu xanh. Cái này mới gọi là màu màu xanh cổ vịt nè mấy chị. Màu này đúng là màu màu xanh cổ vịt nè. Rồi, thì cái này là em có 3 màu thôi. Thì ba màu này em có số 2, 3, 4, 90 ngàn một bộ. Ba bộ em bao ship nha. 90 ngàn một bộ, tâm đũa bao lăn tâm số 2, 3, 4, 90 ngàn một bộ. Ba bộ em bao ship. Cái mẫu này thì em còn cái màu đen. Màu đen thì số 3 nha mấy chị. Rồi còn màu đỏ thì số 2. Còn ba màu này thì em mới may ra là đủ số nha. Rồi chị nào mà không có nhớ mấy chị ghi lại giùm em. Ha, ghi lại giùm em rồi gọi le em đã nói cho nó đúng màu và đúng video nha. Đồ này trong video số 39 nha mấy chị, 90 ngàn một bộ tâm đũa. Em có số 2, 3, 4 thì khoảng từ giá từ 48 kg cho tới là 63 kg, 64 kg là bạn vừa nha mấy chị. 90 ngàn một bộ, ba bộ em bao ship tâm đũa. Cái này là xô len mấy chị. Xô len thì em còn số 4 thì em còn được là màu hồng ruốc này, màu tím cẩm này và màu đen. Thì số len em còn 3 màu. Số len thì hôm hổm em có quay video rồi cho nên là đồ này hôm nay em còn em quay lại thôi. Thì cái này là 150 ngàn một bộ, em còn ống túm, ống đứng. Thì ống túm là 150, ống đứng là 160, số len nha mấy chị. Số len thì số 4 nha, đa số là em còn số 4, còn màu xanh thì chỉ còn số 3 thôi. Còn cái màu này là em còn số 2 với số 4. Cái màu hồng ruốc, màu này gọi là hồng ruốc số 2 với số 4. Màu này gọi là màu tím cẩm thì chỉ còn số 4 thôi. Còn màu xanh là còn số 2 với số 3. Còn màu đen là còn số 4. Rồi mấy chị nhớ giùm em ha. Mấy chị nào mà thấy cái số điện thoại em trên màn hình đó cũng là cái số Zalo. Thì cái số điện thoại trên màn hình cũng là số Zalo. Chị nào mà có Zalo thì cứ nhập vô rồi chụp lại màn hình rồi gửi qua em ha, rồi nhắn số ký. À, chị bao nhiêu ký đó mặc vừa hay không thì em sẽ trả lời, hay là chị bao nhiêu ký đó còn đồ hay không thì em sẽ trả lời. Còn nhiều chị thì gửi đồ mà không có nhắn số ký thì ra em không biết cái đồ nào á. Rồi nhiều chị cứ nhắn qua em, Điệp ơi gửi mẫu đồ cho chị, mà em không biết là gửi đồ nào luôn. Tại vì nào nghe mình cũng nhiều đồ mấy chị, vừa đồ kiểu rồi vừa đồ quần cột, vừa quần dài, vừa ống nhỏ, vừa ống lớn, rồi quần đùi, rồi có bèo không bèo, rồi đồ bà ba, rồi này kia nọ cho nên, rồi áo khoác rồi này kia nọ cho nên là cũng nhiều. Mấy chị phải kêu em gửi mẫu, mấy chị phải nói rõ giùm em quần dài, ống túm bao nhiêu ký đó. Chứ nhiều khi em gửi mẫu cái tới chừng chị mấy chị cho số ký cái em không còn đồ đó. Cho nên cái đầu tiên là em cần ở mấy chị là đầu tiên là số ký trước tiên, để em biết là cái thí dụ như mấy chị cho em 60 kg đi, 60 kg thì chị bận đồ số 4 thì em xem coi cái nào em số 4 còn mẫu nào thì em sẽ gửi những cái mẫu đó qua. Chứ nhiều chị nói gửi cho chị coi, gửi chị coi mà sao mà em không gửi. Tới chừng em gửi qua cái mấy chị chọn xong cái hỏi ra số ký cái không được chị ơi, đồ này chị bảo không vừa, thành ra là mất thời gian. Như mấy chị đầu tiên cái em cần nhất là cái số ký ha, thì mấy chị phải cho giùm em cái số ký nha. Rồi đồ em thì mấy chị biết rồi, em cho kiểm tra hàng, thậm chí cho mặc thử luôn, có vấn đề gì cứ giải quyết liền, kêu shipper gọi em liền. Chứ còn mà lâu thì 5-3 ngày thì em không có giải quyết nha mấy chị. Em không có giải quyết, mấy chị xem, mấy chị kiểm hàng tại lúc nhận hàng giùm em. Có vấn đề gì cứ kêu shipper gọi em. Cái mẫu này thì hôm đó là em đã có quay rồi mấy chị. Em có quay rồi ở bên cái video 38. Hôm nay thì còn mấy mẫu này em quay lại. Cái này gọi là chữ X nè mấy chị, chữ X cổ tim đồ trong video 38. Thì cái này là em còn đủ số nha.
chữ X cổ tim nè mấy chị, chữ X cổ tim trong video 38. Em còn đủ màu hết đó mấy chị. Màu vàng nè, rồi màu bơ nè, rồi màu hồng nè, rồi màu tím nè, rồi màu màu cam nè, rồi rồi màu bơ nữa mấy chị, 5-6 màu lận. Đồ này thì em có số 2-3-4 80.000 một bộ nha. Số 5 là 9 là 85.000. Số 2-3-4 là 80.000 một bộ. Số 5 là 85.000 ống túm nha. Ba bộ em bao ship nha mấy chị. Ba bộ em bao ship. Rồi. Cái này là cái loại áo poly này nè mấy chị, thì 100.000 một áo. 100.000 một áo, hai áo thì 200 em bao ship. Cái này cái vải của nó, cái mình vải của nó cứng cứng, nó có sớ hơi to to, dành cho mấy cô mấy chị mà để mà mặc đi đá mấy tiền rồi mấy chị, thì rất là đẹp. Hôm đó giờ thì có một số thì một số cô một số chị thì hỏi em là áo khoác không nón, thì mấy chị lấy cái loại này giùm em ha. Cái này vải dày dặn đẹp luôn, 100.000 một áo, ba hai áo là 200 em bao ship. Cái này thì nó có nhiều cái hoa văn nhưng mà nó chỉ là kem thôi, kem đậm kem lợt thôi nha mấy chị, chứ không có cái nào khác hết. Kem đậm kem lợt với cái hoa văn khác, cái hình vuông hình tròn hình này hình kia thôi. Còn cái còn mấy chị mấy cô mà áo khoác có nón thì em vẫn còn nha. Áo khoác có nón thì cũng 100.000 áo, cũng hai áo em bao ship. Thì em có từ 45 cho tới 70 72 kg mấy chị gọi em nha, đủ màu nha. Rồi, tiếp theo cái mẫu của em mặc này. Cái mẫu này là mẫu em đang mặc trong người, cổ lá sen ha, cổ lá sen viền vải màu. Thì chị nào nếu không thích những cái nơ này thì mình gỡ cái nơ bỏ giúp em nha. Hôm rồi thì em có may cái cổ lá sen mà viền cùng màu, còn đợt này là em viền khác màu đó. Cái này thì cũng là AT ống túm ha. Cái này thì em có số 21 luôn nha, 1 2 3 4, 80.000 một bộ, ba bộ em bao ship. Nhưng mà số 4 đợt này của em hơi ít, cho nên là mấy chị nào mặc số 4 thì tranh thủ gọi em sớm tí nha. Rồi cái này của em, bộ này giống bộ em mặc trong người, gọi mấy chị gọi giùm em là bi nha. Bi cổ lá sen viền vải màu xanh bơ. Rồi cái này là xanh riêu. Xanh riêu ha, cổ lá sen viền màu xanh riêu. Rồi cổ xe cổ lá sen viền vải màu. Cái này là nó như tím cà mấy chị. Tím cà hay hoặc hồng cũng được. Hồng cũng được nhưng mà gọi cái màu cà thì đúng hơn, thôi gọi màu cà giùm em đi. Cổ lá sen tím cà bi trong video 39. Rồi, cái này gọi giùm em là cái màu kem đi mấy chị, màu kem đi chứ cũng nâu thì nó cũng nâu. Nâu thì cái mấy trong ở chân bi thì nó nâu. Ở ngoài nó kem. Rồi, còn cái này là đỏ nha mấy chị. Cổ lá sen viền vải màu, cái này là đỏ. Rồi, cái này là vàng đồng ha. Thì tất cả em có 6 màu nha. Tất cả em có 6 màu. Cổ lá sen viền vải màu trong video 39 bi. Rồi em có 6 màu nha mấy chị. Rồi đầu tiên là cái này gọi là kem đi, rồi tím cà, rồi riêu, rồi bơ, rồi đỏ, rồi vàng đồng. Số 1, 2, 3, 4, 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship ha. Rồi đồ trong video 39 nha. Cái mẫu cổ vuông tim, mà vuông tim mà khuôn bánh khọt á mấy chị, em hay gọi khuôn bánh khọt cho dễ. Đây có người thì gọi là lục giác, mà như em hay gọi là khuôn bánh khọt. Ở ngoài thì em viền gan ha, viền gan vuông tim, ở trong thì nó là như là khuôn bánh khọt vậy đó. Mấy chị nào gọi giùm em, cái này là chữ C nha, chữ C đây, mấy này là chữ C mấy chị gọi là chữ C khuôn bánh khọt, cổ vuông tim, đồ trong video 39. Rồi màu này gọi là màu vàng dưa cải đi mấy chị, màu vàng cải ha.
Rồi màu này gọi là màu xanh, xanh da chai. Màu xanh da chai nha. Màu xanh da chai. Rồi màu này gọi là màu tím cẩm nha mấy chị. Màu tím, tím cẩm. Rồi màu này gọi là xanh riêu ha. Xanh riêu, xanh bơ thì nó hơi nhạt hơn, gọi là xanh riêu mấy chị. Rồi màu đỏ nha mấy chị. Màu đỏ, màu này gọi là cam đất ha. Màu cam đất. Rồi tất cả em có 6 màu ha. Mấy chị gọi giùm em là chữ C, chữ C khuôn bánh khọt trong video 39. Rồi, cái này thì em có số 2, 3, 4 nha mấy chị. Số 2, 1 luôn chứ, 1, 2, 3, 4. 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship. Màu đỏ ha, màu đỏ ha, màu riêu, màu tím cẩm, màu xanh da chai, màu vàng cải, màu cam đất. 80.000 một bộ, 3 bộ là 240.000 em bao ship nha. Rồi thì tất cả hôm nay á, là em quay là ống túm hết nha mấy chị. Cho nên là mấy chị nào mà mặc cái ống đứng á, thì đợi em video sau nha. Đợi video sau, còn video này là chỉ là ống túm thôi. Mấy chị hỏi em bà lai tay dài thì giờ thợ đang may, em may, thợ ma đang may chưa xong. Rồi pyjama tay dài thợ cũng đang may chưa xong. Cho nên là mấy chị nào chọn mấy cái mẫu đó thì đợi video sau giùm em nha. Chứ mà cổ tròn ống đứng thì thợ cũng đang may. Chắc có lẽ là video sau là em sẽ lên cái ống đứng nhiều hơn là ống túm. Còn chị nào chọn ống túm thì đợt này chọn video này giúp em nha. Cái này thì chỉ có là số 1, 2, 3, 4 thôi. Số 5 thì chỉ có cái cổ tim chữ X đó, đó là số 5 nha. Chị nào mặc số 5 thì chọn giùm em cái mẫu cổ tim chữ X đó. Rồi em cảm ơn mấy chị đã quan tâm, đã ủng hộ em nha. Đã xem hết video của em nha. Rồi bye mấy chị, hẹn gặp lại video sau nha.